chưa tới 50%. Như vậy luôn luôn khi người ta cung cấp kết quả, người ta để hai cái thông số ở hai format khác nhau, format dây và format phần trăm luôn, để chúng ta hình dung được hết cái sự việc. Người ta ghi là thời gian đứng của bệnh nhân 16 giây tương đương tỷ lệ protein 47%, thì ta mới dịch mình, tại vì chúng ta muốn mổ thì tỷ lệ protein phải trên 70%, phải trên 70% chúng ta mới mổ được. Vì vậy thì người không lòng biết học mới dịch mình và mới có nhận thức đầy đủ về cái kết quả mà mình đang cầm trong tay. Chứ để được dây không thì các bạn không hình dung được hết nha. Thì quy ra tỷ lệ protein, DNA là gì? DNA là một thuật toán thôi. Người ta lấy cái thời gian khuyết của người bệnh nhân chia ra thuật thời gian khuyết chính. Mũ lượng cái gì đó là chúng ta tính sau. Bây giờ giải định là thời gian khuyết chính là 12 giây và bệnh nhân cũng đúng 12 giây luôn. Thì 12 x 12 là 1, phải không? Vì DNA chuẩn là 1, một mũ mép là 1 thôi nha. Cái ai sai đó thì tùy vào độ rộng của con vaccine, cái yếu tố mô người ta dùng đó, thì yếu tố mô chuẩn là 1 luôn, cái mũ lên là 1 luôn nha. Và vì cái độ rộng của nó, cái độ rộng nó, cái độ tinh khiết nó không đủ cao thì nó sẽ 1.1, 1.2, 1.3 mũ lên đó thì chuẩn là 1 đó. Như đó DNA bình thường là giờ khoảng 1 đến 1.2. và chúng ta đừng nói xét nghiệm DNA không phải, DNA chỉ là một thuật toán thôi, tính ra từ thời gian viết. Mình hiểu DNA không phải là một xét nghiệm nha, DNA là một thuật toán thôi nha, tính ra từ thời gian viết nha. Người ta dùng để theo dõi, để có một cùng ngôn ngữ trên toàn cầu lý giải về trường hợp các bệnh nhân sử dụng các loại thuốc chống đông, nhóm thuốc kháng vitamin K. Khi người ta dùng thuốc kháng vitamin K thì thời gian viết của bệnh nhân sẽ bị kéo dài ra. Vậy như vậy thì DNA sẽ bị kéo dài làm theo. Như vậy có thí dụ bệnh nhân run nhĩ, nguy cơ bị đột quỵ do lóc mạch não, run nhĩ nó dễ bị một khối trong run nhĩ không, thì do đó chúng ta phải cho kháng đông chuẩn là DNA từ 2 cho đến 3, cả toàn cầu người ta hiểu ha, toàn cầu người ta hiểu. Các anh chị cho kháng đông lên, nó sẽ dài dần ra rồi chỉnh đều đến khi nào mà đạt được cái target DNA là 2 giữa 2 đến 3 là được. Có điều vậy, bệnh nhân được mổ thay van tim cơ học cơ khí, chúng ta để cái ông nghe lên mấy người bệnh nhân mà thay van tim cơ khí, chúng ta nghe giống như là dòng hai cục sắt nó giống nhau tụt tắt thì dễ bị nguy cơ tắc van do đông máu. Thì trong trường hợp đó dùng thuốc kháng đông để sao cho DNA từ 3 đến 3.5 được chịu đấy. Thì nói vậy thì tất cả toàn thế giới ai cũng hiểu hết à. Đã, chứ người này không nói được bằng ngôn ngữ thì giải quyết hay ngôn ngữ tỷ lệ của viên không nói được, mà phải nói là ngôn ngữ DNA. Trên thực tế thì thời gian quyết tỷ lệ của tâm viên và DNA là một, là một, nhớ rồi nha, cái đó là một nha. Chúng ta khẳng định vậy không có gì phải lấp lửng lửng lờ nha. Rồi từ nay chúng ta biết hết rồi. Đây ví dụ đây là một ca bệnh chúng ta dùng thuốc kháng vitamin K, kháng đông tăng đi vitamin K, tăng đi mục tiêu của mình đó là DNA nó phải dài ra hơn 1, phải không? Bình thường là nó khoảng 1, là được nó khoảng 1. Mục tiêu của mình dùng kháng đông để làm sao cho nó giữa 2 đến 3, là gì thì vừa, mặc dù nói vậy thôi chứ không có trường hợp dị múa dữ lắm, ở đâu chỉ nó dọc lên cái nó cho số mà nhiều người uống đúng được là cái DNA nó đeo đó. Như cơ chạy máu, xuống não gì chơi, sao đó giờ tôi cung cấp cho các bạn con số thì chúng ta theo dõi bệnh nhân của mình. Chặt mình phải cho bệnh nhân được xét nghiệm chặt nha. Rồi vậy chúng ta tóm lại, mình theo dõi đường nội sinh bằng thời gian TC lên lam, và đầu tiên thời gian TC trong ống nghiệm, thời gian TC nhưng mà bỏ hồng cầu lấy ra plasma không thôi, và PCR tức là APDT toàn bộ cái này đó là theo dõi một đường thôi, đó là đường nội sinh. Và cái sau hiện tại hơn cái trước, cái sau nhảy hơn cái trước vậy thôi. Và thăm dò đường ngoại sinh đó là thời gian khuyết hoặc là tỷ lệ protein hoặc là DNA, ba thằng này ba tên khác nhau, ba phong mắt khác nhau nhưng vẫn là một nội dung nha, là thăm dò đường ngoại sinh. Chúng ta biết rồi nha. Rồi vậy thì với vậy thì xét nghiệm đông máu cơ bản trong bệnh viện mình làm là thời gian máu chảy TS, thăm dò đường nội sinh là PCA hay là APDT đó. Lần sau tôi sẽ sửa lại thêm APDT thêm cái mới người ta xài đó. Và thời gian quyết và cũng đồng thời mình phải làm cái công thức máu để xem số lượng tế bào.
cái chất lượng khí hậu rất bình thường. Trên 550 ngày chẳng hạn thì chúng ta có thể yên tâm về khả năng bệnh nhân nó có thể đưa đi mổ được. Vì thì biết bệnh nhân uống một loại kháng đông, uống một loại chất chống khí cầu như aspirin, uống sử dụng một loại kháng đông như heparin, uống một loại kháng đông kháng vitamin K như cumarin, thì chúng ta dùng bộ xét nghiệm này phát hiện liền, dùng bộ xét nghiệm này phát hiện liền, nhá. Vậy mà tại khu bệnh viện của thành phố mình ở đây, Sài Gòn mình đây, ngay Sài Gòn mình đây, chưa tới một năm, 2015 đây. Khi sao thấy 2015 không? Khi sao thấy số không? Chứ khi sao thấy không? Thấy không? Ở phía khi sao có thấy được chữ đâu? Khi sao người sao mới sao thấy? Được. Tháng 10 2015 tức là mới chưa tới năm. Bệnh viện tại thành phố mình dùng cái gì? Cũng dùng rất là phổ sĩ, thời gian TS có chạy thì thời gian TT có đông. Bao nhiêu? 7 phút chết. Người ta xét nghiệm có mấy giây à? Có 20 giây, 30 giây à? Mà mình làm một xét nghiệm 7 phút à. Kinh khủng lắm. Tại Sài Gòn mình tới là gì? Tới là không chịu tiến độ. Chịu chạy tới. Chịu chạy tới à. Đây là một bộ xét nghiệm chuẩn. Thứ nhất là chúng ta có suy nghĩ trước. Đây là bộ xét nghiệm chứng. Đây là dân cái chứng là 12 giây vậy đó. Và APCT chứng là 32 giây. Đây là hai số xuất phát điểm để chúng ta so. Không có nói chúng ta không bị lượng được. Không có nói không bị lượng được. Nha, là cộng điểm. Đây là số của bệnh nhân. Đây là số của bệnh nhân. Quy ra tỷ lệ của protein là 91%. Quy ra tỷ lệ của protein đây. Và quy ra INE là như đây đây. Nó dài hơn xíu, do đó là INE là 1%. Nhưng vẫn là bình thường đó. APCT của bệnh nhân hơi ngắn hơn cái kia chút xíu. Thì tại sao? Chuyện đó cũng không có gì lạ. Tại vì số chứng chỉ là số trung bình cộng của một dãy số, 1.000 số. Có cái lớn hơn, có cái nhỏ hơn thôi. Thì cái này nhỏ hơn chút xíu thôi, chứ không có gì lạ hết nha. Đó là một cái số ở giữa thôi, cái để làm chuẩn thôi. Chứ còn nó là một số ở giữa, cái gam dao động. Có thể lớn hơn chút, có thể ngắn, có thể ngắn hơn chút xíu. Không sao. Nha. Vậy thì lượng phim inogen. Nếu toàn bộ cái này mình được hết thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Với cái bộ xét nghiệm hiện đại này chúng ta hoàn toàn yên tâm. Nha. Đây thì chúng ta có hai đường trong đó nội dòng ngoại sinh. Đường nội sinh thăm dò từ yếu tố 12, 11, 98 xuống phim viên. Đường ngoại sinh thăm dò đầu tiên từ yếu tố mô kết quả homoplastin và yếu tố 7, 5, 10 đã được phim viên. Chúng ta thăm dò hai cái đó bằng thời gian TCA tức là APTT và thời gian quyết. Còn một thời gian nữa gọi là thời gian COVID. Thời gian COVID thăm dò trực tiếp fibrinogen chuyển thành fibrin. Do đó nên coi như một phương thức gián tiếp để định lượng fibrinogen. Thời gian COVID thường là người ta dùng là thời gian COVID pha loãng. Tại vì nó phải gắn hơn thời gian quyết. Thời gian quyết có 12 giây à. Cái thời gian COVID này là thời gian COVID pha loãng. Nó dài hơn một xíu, khoảng 20 giây. Để cho nó không bị quá nhạy, ngắn quá mình bấm không được, đồng hồ bấm kịp, do ra nó sẽ bị sai. Do đó người ta dùng thời gian COVID pha loãng. Chứ về mặt lý thuyết á, vâng tôi dùng cái là fibrinogen chuyển làm fibrin liền là nhanh hơn 12 giây, nha nha. Nhưng mà làm vậy thì bấm đồng hồ chạy nó nhạy quá, mình làm gì cũng được. Do đó người ta dùng kỹ thuật pha loãng. Do đó thì thời gian COVID vào khoảng 20 giây, dài hơn thời gian quyết. Thời gian protein thăm dò trực tiếp sự hình thành của protein ngay do đó chỉ cần các bạn có thể thấy ngay cái eo đó. Đây cũng là một xét nghiệm bình thường khác tôi là hơi như okay. Rồi đâu bây giờ hồi nãy giờ chúng ta học có thực là chúng ta học đường đi nước bước thẳng khó đúng không, đánh đường quyền là đánh giải định tiến đến phải, đến trái, đến sau lưng là mới có giải định thôi. Chứ làm thiệt bây giờ cho đánh thiệt à, rồi giờ ra đánh thiệt à, có bốn bệnh nhân khác nhau bắt đầu thấy các mặt rồi không, các mặt chưa, các mặt rồi cần nghỉ miếng không, cần nghỉ miếng không, không cần còn sung đó, sung mình tới luôn đó, đừng đi được, cần nghỉ uống nước đúng không. Đây bốn bệnh nhân này không có bà con gì nhau hết,
tên nhất, tên nhị, tên tam, tên tứ, không còn có gì nhau, có một điểm chung là chảy máu. Nhưng khi xét nghiệm ra thì thấy khác. Vậy bốn người này bị cái vụ gì? Bốn người này bị cái vụ gì? Đâu thử coi. Thiên bài là thông minh. Bọc là những cái bệnh. Đoán coi bệnh nằm ở đâu? Số 2. Bất thường nằm đâu? Đường có máu nó sẽ. Thời gian đầu tiên kéo dài. Thời gian cuối cùng kéo dài luôn, đường ngoại sinh. Thời gian đầu tiên kéo dài luôn. Bệnh nằm đâu? Bất thường bị tắc. Sao? Vì nó bị tắc. Mình đứng nguyên nguyên tắc, mình mới làm gì được, mình bị nguyên tắc được thôi. Không. Tôi ví dụ từ ngã ba Vũng Tàu bây giờ nó thằng ngã tư rồi, râm đi với biên quả rồi. Từ ngã ba Vũng Tàu về Sài Gòn có những cái cầu xanh. Cầu ngay của ngã ba Vũng Tàu. Cầu Rạch Chiếc. Cầu Sài Gòn. Cầu Giang Thánh. Cầu Điện Biên Phủ. Không. Ví dụ như là gọi cho một xe từ biết nó bao nhiêu tàu chạy về Sài Gòn. Xe không về tới. Xe không về tới. Thì trên thực tế là chỉ cần một cái cầu xong là xe đã không về được rồi, đúng không? Mình đứng ở Điện Biên Phủ mình nhìn lên mà không thấy xe về tới, thì cho dù là sập một cầu thôi thì xe cũng không về được. Hay là sập luôn cả năm cầu đó xe cũng không về được. Phải không? Vậy thì bây giờ phải làm sao điều tra? Mình điều tra từ cái gần nhất cho đến cái xa lại. Quy tắc người ta là như vậy. Điều tra cái gần nhất là cái xa nhất. Phải không? Rồi, giờ nó đây. Điều số 1. Ba thông số điều kiện kéo dài hết. Để đặc biệt, chúng ta nhìn cái gần nhất là thời gian COVID. Đó là do hiện tượng giảm cái hydrogen. Đó là hiện tượng giảm mất của hydrogen. Do nó bị suy gan hoặc là tăng cái tụ mất nhiều cái trong mạch PAC hay là tăng cái tụ mất PPRs thì sẽ biết hoặc là TTP là bệnh lý tăng cái tụ mất nha. Qua nơi đây có thrombin, người bệnh nhân bị một cái chất kháng đông chống thrombin, người bệnh nhân bị một chất kháng đông chống thrombin. Vậy như vậy khi chúng ta quăng thrombin vô nó bị triệt tiêu, nó bị trung hòa. Vì vậy chắc chắn phải nằm ở ngay cái vị trí đó, chắc chắn phải nằm ở ngay vị trí đó, là tại vì tới đó xong thì do thông tin chúng ta giảm, chắc chắn nó phải bị ngay cái eo đó, ngay cầu Điện Biên Phủ đó, cái cầu gần nhất mình nó bị ngay chỗ đó. Nghe nha. Rồi tại vì chúng ta sửa cầu đó sẽ đóng lại. Chúng ta quăng thông tin vô mà phía hydrogen không thể chuyển đi được. Nha. Thì quăng là phía hydrogen nhập. Thì quăng là nó có chất chống thrombin, làm cho thrombin mình quăng vô nó không mang lại hiệu quả. Nha nha, cái chất của mình làm đó. Nhưng thì ở Việt Nam mình thì thường á là do những bệnh lưu huyết nó gây ra kháng thể kháng thrombin về cái đó. Giả sử như thế thì hiếm hơn, những người sơ gan suy gan nặng lắm thì nó có hiện tượng chậm. Và những bệnh lý khác gây suy giảm toàn bộ thường gặp nhất trên lâm sàng là DIC, tức là trong mắt mặt, gặp trong tất cả các chuyên khoa, ngoại hệ ngoại nguyên hệ ngoại sản khoa gặp rất là nhiều DIC, thì chúng ta sẽ gặp cho một xét nghiệm đó và một xét nghiệm khác vào thời điểm cuối của cái nội dung ngày hôm nay sẽ bắt đầu cho các bạn biết rất là hấp dẫn mini VP và thủ đề. Rồi nếu muốn chẳng nói tiếp thì người ta làm thời gian thông minh một lần nhưng thôi, cái đó bắt đầu phức tạp, chúng ta chỉ biết thôi. Tình huống hai, là đơn thuần kéo dài thời gian nội sinh thôi, không là thành mạch. Đơn thuần kéo dài thời gian nội sinh thường là những bệnh hemophili, những bệnh hemophili tiêu thứ 8, tiêu thứ 9, tiêu thứ 11. Nhưng mà như vậy thì gặp nhiều ở con trai chứ không phải như cô này là con gái. Nếu cô này là con gái thì thường nếu nhóm bệnh đó là tiêu thứ 11, thì tiêu thứ 11 di truyền không theo giới tính. Tiêu thứ 11 di truyền không theo giới tính, thì như vậy thì con gái sẽ bị. Ngoài ra còn một nhóm bệnh nữa
là tới một xíu hấp dẫn nữa. Đây là cái xét nghiệm để giải quyết bình thường, để giải quyết bình trên bình thường chỉ có APTT kéo dài thôi, dài kéo dài thôi. Nhờ định lượng khi hydrogen bình thường vậy thì mình gì đây? Bệnh liên quan đến yếu tố 11, 9 và 8 thì đó là nhóm hemophili. Thì người ta làm thời gian PCK tổng hợp để xem coi nó có hiệu chỉnh được cái yếu tố đông máu bị thiếu ra hay không. Ngày nay người ta định lượng từng yếu tố một thì chỉ được có gọi là kỹ thuật PCK giám việc để xem coi người bệnh nhân bị thiếu thứ 8 hay là thiếu thứ 9 hay là thiếu thứ 11. Thiếu thứ 11 là cả hai cái đều bị luôn thì chúng ta sẽ làm đủ. Yeah. Đây APTT kéo dài chứng 32 giây, APTT còn tổng hợp 37 giây, cũng còn hơi kéo dài, chúng ta hơi khó chịu một xíu. Những cái này rõ hơn nữa là APTT tổng hợp kéo dài 85 giây. Trong trường hợp trên thì nó hiệu chỉnh lại được một xíu, còn trong trường hợp dưới nó không hiệu chỉnh được, đó là do nó bị chất khác đông lưu hành tụt lại chống yếu tố 8, để lượng yếu tố 8 chỉ còn 1% thôi. Dạ. Rồi bệnh nhân nó bị cái chất kháng đông lưu hành chống yếu tố 8, cái cô hồi nãy, cái hình nãy tôi đưa các bạn coi. Cô này từ nhỏ tới lớn bình thường, sau sinh cũng được một phòng hết người luôn, phòng hết cái thai luôn. Thì khối vị của cái chất kháng đông lưu hành giúp lipid và nó chống yếu tố 8, nó làm cho yếu tố 8 phân bổ còn 1% thôi. Giờ nó có kháng thể kháng yếu tố 8, do đó khi mình làm nghiệm pháp tổng hợp, cái kháng thể đó trung hòa luôn cái yếu tố 8 bình thường mình bắt vô, thì do đó nó dễ kéo dài. Do đó đây là một số tình huống tiếp cận của bệnh của đường nội sinh. Hầu hết các trường hợp là bệnh hemophili, một số hiếm trường hợp là bệnh kháng thể kháng đông lưu hành thuộc nhóm lipid. Nó chống ngẫu nhiên thì nó lipid thì nó chống bất cứ gắn kháng thể có thể hiện diện bất cứ một phút nào của mình, có thể chống tim, có thể chống gan, có thể chống thận, có thể gây viêm thận các thứ, nhưng nó chống hồng cầu thì gây tăng huyết, nó chống yếu tố 8 thì gây chảy máu. Dạ. Thì nó ngẫu nhiên như vậy. Tình huống 3 là hai đường đông máu nội sinh và ngoại sinh đều bị kéo dài hết, đó là liên quan đến các yếu tố đồ gan sản sinh ra gồm 2, 5, 7, 9 và 10. Trong đó liên quan đến GTK là 2, 7, 10, thì là không có yếu tố 5. Nếu gặp tình huống này chúng ta định lượng yếu tố 5, nếu yếu tố 5 sụp luôn ta nói là do gan ăn bé rồi. Dạ. Và nếu yếu tố 5 bình thường là chúng ta nói là do bệnh nhân bị thiếu GTK. Thiếu GTK gì lý do gì thì chúng ta tính sau. Đó là một phần gì làm sao chúng ta học một nội dung khác, thì chỉ là xét nghiệm thôi, mà chúng ta học xét nghiệm thôi. Dạ. Đó. Thì muốn biết bệnh nhân bị thiếu GTK hay không, chúng ta làm cái combo test, là combo test Coren, các phần gì chuyên khoa, chỉ mà chúng ta có thể ước đoán người bệnh nhân đã bị thiếu mất GTK rồi. Dạ. Vậy đó, điều trị chúng ta điều trị cái bệnh gan, cái bệnh nhân bị viêm gan cấp thì chúng ta phải ráng điều trị cái viêm gan nó qua khỏi cái viêm gan. Còn nếu bệnh nhân bị thiếu GTK, chúng ta phải tiêm GTK. Cái test gọi là test Coren. Dạ. Test Coren nó phục hồi lại rất là nhanh. Cuối cùng hết là chỉ riêng thời gian viết kéo dài thôi. Đây là bệnh yếu tố 7 bẩm sinh. Yếu tố 7 bằng đơn độc mình ở trên kia nha, đường nó kéo dài thì đó là yếu tố 7 bẩm sinh. Bệnh này di truyền theo tính lặng mà tại sao lại lộ ra được dịch tễ học? Di truyền theo tính lặng mà lại lộ ra được dịch tễ học hả? Di truyền nó tính lặng mà lại lộ ra được. Nhỏ nhỏ nhỏ. Chúng ta truy tìm gia phả để phát hiện hôn nhân đồng huyết thống. Hôn nhân đồng huyết thống thì nó mới gặp ra được. Cho nên cái tính lặng này nó cực hiếm. Là sao gặp ra được? Nha. Là sao gặp ra được? Xác suất nó còn thấp hơn 1/1000, tức là 10 mũ trừ 6. Mà hai người 10 mũ trừ 6 gặp nhau là 10 mũ trừ mũ 12, 10 mũ trừ 10 mũ 12 là xác suất 1/1000 tỷ. 1/1000 tỷ là zero mất 0 đâu.
10 muốn trường 12 là gần zero rồi, còn gì nữa, tiệm cận zero rồi. Do đó chúng ta tìm cái lý do của dân tộc kỹ thuật nha. Những bệnh hiếm di truyền thành tích lặng mà gặp nhau thì đó là một dân tộc kỹ thuật. Ở Việt Nam chúng ta chỉ phát hiện có vài gia đình bị cái này thôi, và tất cả đều trên Tây Nguyên. Và tại vì dân tộc Tây Nguyên mà nhỏ, cộng đồng mà nhỏ, họ đôi khi năm bảy đời qua xong họ không nhân diện nhau, họ có từng là bà con, thì vậy thì khi họ lập gia đình với nhau thì họ trùng nhau lại, hai cái gia đình gặp nhau lại. Thực tế chúng ta tôi trong cả cuộc đời làm việc học của mình chỉ gặp có 3-4 gia đình này thôi. Phát hiện ra là nhờ họ phát hiện là họ có một nhân tộc kỹ thông có phát hiện được. Còn người Kinh mình chưa từng có. Cái gia đình đó là điều ở trên Tây Nguyên đó, cái cộng đồng ít người đó thì họ mới bị cái tình. Dạ, tốt nhất là người Sài Gòn lấy người Cần Thơ, người Cần Thơ lấy người Bình Dương, người Bình Dương lấy người Bình Giang, người Bình Giang lấy người Cà Mau, người Cà Mau lấy người Bạc Liêu, người Bạc Liêu lấy người Sóc Trăng. Người Sài Gòn lấy người Sài Gòn, người Sài Gòn lấy người Đồng Nai, người Đồng Nai lấy người Nha Trang. Lấy quanh. Cà Mau lấy của bạn. Như vậy vậy rồi, vậy vậy rồi. Có người ra chạy gần người Sài Gòn xuống Cần Thơ, người ra chạy Cần Thơ, thấy sao cái lỗ mũi cái này giống nhầm vậy? Cái lỗ mũi này là lỗ đặc trưng của gia tộc nhà mình mà. Cái này rớt cho rồi. Về phải cố. Cố cái này rớt. Hồi xưa cố làm nghề gì cố? Cố nói hồi xưa cố làm tài xế lấy xe đò đường dài. Lấy xe miền Tây. Cố về hết miền Tây, cố lại tập chứ. Lại vô. Lại vô không được thả. Lại vô chứ được để thả. Tất cả xét nghiệm bình thường và chảy máu là sao? Là tại vì tới đây chúng ta chưa thăm dò hai chuyện. Thì thứ nhất là chúng ta chưa thăm dò tới 13. Tại khi mình chưa thành thì chúng ta bấm tắt đồng hồ rồi. Đó. Cho nên chúng ta cần chỉ mới thăm dò tới đây. Chúng ta chưa thăm dò tới 13. Khiến tới 13 làm cho cái cục fibrin nó không bình vững, nó bủng ra, nó vẫn là không còn tan nữa nhưng mà nó bụng nó không có kích bền chặt lại, do đó bệnh nhân vẫn tiếp tục chảy máu. Và cái thứ hai chúng ta chưa có thăm dò hiện tượng đi sốt huyết là một hiện tượng đi kèm. Nếu nó phản ứng nhanh quá cái cục máu đông, ví dụ chúng ta vỗ răng thì cục máu đông phải nằm nó bền dài ban ngày thì mới cầm máu được. Nó có chừng nửa tiếng một tan hơn thì máu nó chảy lại sẽ rất là dữ. Do đó nếu mà tất cả xét nghiệm bên trên đi bình thường hết mà vẫn chảy máu thì đó là hai chấn bệnh, hoặc là bệnh thiếu tốc kỳ ban, hoặc là bệnh ung thư sổ huyết quá mạnh, rasmin nó được hình thành quá mạnh. Vì lý do này, chúng ta tính sao? Chúng ta chỉ làm xét nghiệm thôi, hôm nay tôi chỉ trình bày các bạn phần xét nghiệm thôi, chứ chúng ta không có phần bệnh học, pathology chúng ta không có học nhanh chưa, chỉ có tính sao nữa. Do đó chúng ta phải dò hai cái đó bằng các kỹ thuật, tôi nêu kịch bản là định lượng của kỳ ban, hoặc là nghiệm học rasmin, tức là test phân thì hơi chuyên khoa chút xíu, các bạn chỉ đặt hàng thì tôi sẽ làm thôi. Rồi chúng ta qua một nội dung tiếp theo. Một bệnh lý chảy máu rất là dữ trên lâm sàng, tức là bệnh trong máu động mạch rất thường gặp trong lâm sàng. Ngoại khoa là một, sản khoa là hai. Những trường hợp sốc nặng, nhiễm trùng huyết nặng là ba, và các bệnh ung thư là bốn, là các tình huống thường nhất gây ra những cái đợt chảy máu tàn bạo luôn. Để máu là tàn bạo luôn. Cái đây hai tuần thì có một bệnh nhân tư sản khoa mà tư có một bệnh nhân chỉ cần nạo kiểm tra cuối cùng ghi cho đợt chảy máu tới mặt tới mày luôn, truyền tắm bên rồi và dẫn tiếp tục chảy máu nữa. Đó là do khi cái nguyên nhân đó gây với sinh lý bệnh đầu tiên của nó là do động tác phá hủy một cái lượng mô quá lớn, do động tác ngoại khoa, do động tác sản khoa chúng ta phát hiện cái lượng mô quá lớn, cái lượng mô nó phóng thích thrombopoietin yếu tố mô, nó khởi động cái đường ngoại sinh, xin lỗi đường ngoại sinh, khởi động cái đường ngoại sinh, cái đường ngoại sinh nó tiếp tục tác động lên làm cho máu đông tới và đến tiêu của cái tổ máu, cái tiêu của máu tới đường máu mà không thể sản xuất đâu bù kịp, cái tiêu thụ luôn tới fibrin luôn, mà tới fibrin xong thì có thể phản ứng lại bằng cách tiết liền plasmin để phân cắt fibrin luôn. Vì vậy thì nên bị chảy máu rất là dữ do mất fibrin và do bị tiêu thụ mất cái tổ máu và tiểu cầu.
Vì vậy trên lâm sàng thì chúng ta gặp chảy máu dữ vậy trong các tình huống có một cái yếu tố xuất phát điểm, một cái ung thư, một cái nội khoa mổ gì đó, xin lỗi, một cái ngoại khoa mổ gì đó, hay là nội khoa thì chúng ta biết, và ngoại khoa khác là sản khoa là chúng ta làm thủ thuật sản khoa, mà nó đổ nó đổ máu vậy đó, thiếu tiểu cầu thấy còn 20,000, thiếu glycogen còn 0.5, và chúng ta phải làm cái xét nghiệm tiếp theo đây liền để xác minh cái hiện tượng trong máu động mạch đó. Đó là xét nghiệm tìm D-dimer. Tìm D-dimer, tụi bệnh nhân bị DIC mất rồi. Tìm xét nghiệm tìm D-dimer. Đây là mô hình thôi của phân tử fibrinogen tự do trong máu của tất cả mọi người đang ngồi đây. Nó là phân tử đơn, monomer, mono là đơn, mono là một, đơn. Khi cái hiện tượng trong máu xảy ra, phân tử monomer đó của fibrinogen ở hai đầu là hai mảnh D, mảnh giữa là mảnh E. Và khi nó liên kết thành fibrin thì nó liên kết ở hai mảnh D này lại, liên kết thành mảnh D này lại. Đó là động tác của thrombin, là các phân tử monomer của fibrinogen liên kết lại thành một cái polymer đan trùng lại và gắn nhau, liên lạc nhau ở các mảnh D ở đầu của phân tử fibrinogen. Khi qua hiện tượng thì sẽ biết là luôn luôn trong đó máu động mạch thì đã đông máu thì phải ngừng tiêu xuýt đi theo liền, đi theo thứ phát liền. Thì plasmin không phân cắt ở đây, plasmin không phân cắt ở đây để tả lại phân tử hydrogen cũng phải, mà nó lại chặt ở giữa mảnh D và mảnh E. Nó chặt, plasmin nó chặt ở giữa mảnh E và mảnh D. Kết quả là sao? Kết quả là mảnh E và xanh dương chạy rời ra và hai mảnh D dính với nhau bằng cái trục ở giữa, giống như cái chùy tập tạ vậy đó, chạy rời ra. Đó này, vậy đó người ta gọi là D-dimer. D lượng trùng, D là hai, D lượng trùng, lượng trùng, D là hai dính lại nhau. Và nếu D-dimer trong máu chúng ta dương tính thì chúng ta chắc chắn ở trong cơ thể đã có một hiện tượng đông máu đã xảy ra rồi và có một hiện tượng tiêu sổ huyết đi kèm để phân rã fibrin ra lại. Đó là điều là cái kết luận liên. Và các FTP thì đó là các sản phẩm thấy giá của fibrin. Các sản phẩm thấy giá là gì? Trong hình mô tả từ các sách phương này sẽ nói rõ hơn, tại nó dễ đẹp hơn, tôi dễ không bằng. Đây là mô hình cũng y cho tôi của phân tử fibrinogen mà sách phương này nó dễ thì nó đẹp hơn tôi thôi. Tôi mô hình nãy vậy các bạn hình dung cho nó nhanh, hình dung nhanh cho nó dễ. Thì bây giờ hình dung này tạm hơn cũng vậy thôi. Ở giữa là mảnh E, hai đầu là mảnh D, hai đầu mảnh D. Vậy nó có hai cái fibrinopeptide A và B, fibrinopeptide A và B. Khi có hiện tượng đông máu xảy ra thì hai cái mảnh A và B nó chặn ra ngoài mất. Còn mảnh E và hai đầu mảnh D nó dính vào nhau dài đấy. Đó đây. Fibrinopeptide A và B chặn mất ra thì đó là một thành phần của phần thay giáp của fibrin.